sản vật mịt thứ. Theo chân anh Vị đi cắt tổ ong ruồi trong bãi sậy ở xã Đông Hưng Bề. Ngày hôm nay, mịt thứ thứ 11 sẽ theo chân anh Vị ở xã Đông Hưng Bề đi cắt một tổ ong ruồi trong bãi sậy. Ong ruồi thì không dữ như những loài ong rừng khác. Quá trình cắt lấy tổ ong của anh Vị thì cũng không quá là nguy hiểm, nhưng để tìm thấy một tổ ong ruồi thì lại không phải là điều dễ dàng. Và hãy cùng mịt thứ quan sát quá trình cắt tổ ong ruồi trong bãi sậy này các bạn nha. Là tổ ong ruồi nằm ngay cái cây luôn hả? Rồi, ok, rồi. Rồi. Rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Ok. Tổ này là được bao lâu rồi? 20 ngày hả? Ủa 20 ngày là bắt được rồi hả? Tổ lớn không? À. Thank you.
Tàu này được mấy sĩ? Chưa được sĩ luôn hả? Hình như hồi sáng em cũng bắt được ngộ đó phải không? Tàu nhỏ. Give me the...